xin lỗi, kêu nước ra rồi hả? Ờ. Xin lỗi. Lúc nào mà cũng tới trễ hết trơn á. Kẹt xe. Ôi, đừng có lý do lý trấu gì đây nữa. Thôi mẹ. Vô vấn đề hả? Hôm nay hẹn gặp bà là khoe. Khoe chuyện gì? Mới mua nhà hả? Tiền đâu mua? Chứ chuyện gì? Thông báo cho bà biết. Tôi hết ế rồi. Thiệt hả? Thiệt. Xạo. Ê, bà là ế kinh niên đâu ra? Trời ơi, cua bà. Nè, rất là nhiều người cua nha. Mà không hả? Chịu thôi nha. Vậy hả? Khoe nữa nè. Đêm qua là một đêm cực kỳ lãng mạn luôn. Cũng tặng nhiều quà cho bà lắm đúng không? Hàng hiệu đồ, rồi túi sách, rồi quần áo. Hay là cái gì dầu thơm hả? Có tặng. Tặng hả? Nhiều không? Một bó bông rất là đẹp luôn. Bó bông rất là đẹp luôn hả? Rồi còn gì nữa không? Nhẫn hả? Nhẫn hay đồng hồ? Gì vậy bà? Mới quen nhau tự nhiên đồng hồ nhẫn gì? Thắc mắc tí là bồ bà làm gì vậy? Làm gì hả? Kinh doanh bình thường. Kinh doanh bình thường là làm chủ hay làm tớ? Rồi lương tháng nhiêu? Nhà có xe cửa gì không? Ủa gì hỏi tới tấp vậy? Ê, có bồ rồi nha. Đừng có để ý bồ tôi nha. Bạn lâu năm lắm mới có bồ nha. Thôi đi, bà đừng nghĩ bậy với tôi. Tôi không phải là vật chất gì đâu, bà đừng có hiểu lầm. Ý tôi là tôi hỏi như vậy để coi biết gia cảnh của anh bồ bà làm sao. Để sau này mà lỡ có cưới nhau về thì bà cũng đỡ tấm thân cho bà. Thôi đi bà ơi, thời nay là phụ nữ với đàn ông bình đẳng nhau. Cần tiền của đàn ông chi, cái đó là thực dụng, hiểu không? Trời ơi, bà hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi không phải là thực dụng, mà phụ nữ hiện đại là phải thực tế. Thưa quý vị khán giả, đó chính là tình huống mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề ranh giới giữa phụ nữ thực tế và thượng dục. Điều này sẽ khác nhau như thế nào thì chắc là quý vị cũng đã thấy phần nào đó qua quan điểm của hai cô gái trong tình huống mà chúng ta vừa xem. Quý vị đang cùng đến với lớp học về quyền năng phái đẹp và hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những nhân vật khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón MC Quỳnh Giang. Tiếp tục chào đón một ông bố trẻ, ca sĩ, MC Hoàng Rapper. Và một người đồng hành rất là thân thiết của Quyền Năng Phái Đẹp, chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An. Cũng như sự có mặt của quý vị khán giả tại trường quay này. Và xin được hỏi các khán giả ở đây là mọi người nghĩ như thế nào về tình huống mà chúng ta vừa xem ạ? Ồ, có khá là nhiều cánh tay. Xin mời bạn trước. Tôi tên là Nguyễn Thị Phương Thúy, năm nay tôi 26 tuổi. Thì sau khi coi cái tình huống trên thì tôi hoàn toàn đồng ý với người bạn. Bởi vì tôi nghĩ rằng cô gái ấy rất là thực tế chứ không hề thực dụng. Bởi vì tôi nghĩ rằng mình cần phải biết là người yêu của mình có cái gì trong tay để mà có thể tính đến chuyện lâu dài. Còn ai có ý kiến nữa hay không ạ? Mời bạn. Ý kiến của một bạn trai. Tôi tên Hiếu, năm nay tôi 27 tuổi. Thì đối với tôi sẽ đứng về phía của bạn. Tại vì cô gái kia thì có những câu hỏi hơi có thể thiếu tế nhị một xíu. Nhưng mà đối với tôi thì phụ nữ mình cần nên thực tế sẽ tốt với họ và tốt với người đàn ông trong gia đình của họ. Thêm một ý kiến nữa đi ạ. Mời chị ạ. Dạ xin chào, tôi tên là Thu, tôi 35 tuổi và tôi đã có gia đình. Thì qua tình huống này tôi thấy cô gái là chỉ vừa mới quen bạn trai thôi mà bạn cô ấy đã quá vồ vập, quá tìm hiểu về kinh tế vật chất của gia đình bạn trai đó, thì đó là điều không tốt. Cái điều mà cô ấy nên quan tâm đó là tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bạn mình với là chàng trai thì tốt hơn. Đó là ý kiến của các khán giả. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của các khách mời. Cái này nó cũng khá là tế nhị ha, nhưng mà chúng ta phải nói thôi, phải nói cho điều mình trước hay thôi. Chị Giang trước ta. Thôi để chị nói trước đi ha, tại vì phải nói là cái vấn đề này là cái phải nói là một cái đề tài rất là thực tế trong cái cuộc sống hiện nay. Thì Giang thì cũng đồng ý với lại ý kiến của Thu đúng không? Có nghĩa là thật sự ra là khi mà mới quen nhau thời gian đầu thì mình không có nên đặt nặng cái vật chất. Không thể nào mà nói có túi xách hàng hiệu, giày dép rồi nước hoa này kia. Quan trọng cái mình gặp nhau đầu tiên là có hợp với nhau hay không. Cái vấn đề mà vật chất á, mình nên để sau. Chứ tại vì cũng có rất là nhiều trường hợp mới vừa đến là tặng hoa, tặng quà rất là đắt tiền cho mình nhưng mà biết người đó có thương mình thật hay không.
Em cũng đồng quan điểm với chị, nhưng mà nó có hơi mở rộng hơn một tí. Có nghĩa là đối với những cô gái thì chúng ta có hai cái giai đoạn để mình có thể tìm hiểu. Thứ nhất là để làm người yêu thôi. Đúng khi rồi. Để làm người yêu với nhau thì chúng ta rất là cởi mở, không có quá quan trọng về vật chất, về vị thế, về cái phong cách sống hay là về gia đình xuất phát, xuất xứ như thế nào, mà chúng ta cảm thấy hợp là yêu, hợp để tìm hiểu. Nhưng khi một người phụ nữ quyết định để lựa chọn một người bạn đời thì rõ ràng là cái tiêu chuẩn nó thu hẹp lại rất là nhiều, và nó rất là gắt gao, và đòi hỏi lúc đó chúng ta cần phải thực tế và thực dụng hơn. Bên cạnh đó, phụ nữ hơn đàn ông ở chỗ là cái linh cảm và cái giác quan thứ sáu. Nên cái cảm giác người nào xứng đáng để làm người bạn đời của mình hay không, nó không chỉ thực tế về cái việc là anh ấy có tài chính bao nhiêu, lương tháng như thế nào, gia đình có hạnh phúc hay không, có một người mẹ chồng hay là ba chồng nào đó đủ đảm bảo cho cái sự hòa thuận sau này của mình hay không. Thì cái linh cảm của người phụ nữ cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề này. Nên tất cả mọi thứ đều phải thông cảm cho người phụ nữ, đòi hỏi phải thực tế và thực dụng ngay trong trường hợp lựa chọn bạn đời của mình. Tôi nhớ là có một câu chuyện về một cô nghệ sĩ rất là xinh đẹp và nổi tiếng của Mã Lai thì phải. Và có một anh tỷ phú rất trẻ đã đốn ngã cô ấy bằng những cái món quà đắt tiền ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, và trong vòng đúng 7 ngày là họ kết hôn. Và cho tới bây giờ họ vẫn hạnh phúc bên nhau, đã có thêm một cậu con trai nhỏ rồi. Tức là họ cũng cho người ta thấy rằng là tình yêu sét đánh nó có thể là nó vẫn tồn tại, nó đúng là như thế, và họ thương nhau thật. Tuy nhiên nếu như mà không có những cái món quà đắt tiền đó thì có thể là cái chuyện chinh phục này nó sẽ diễn ra trong thời gian lâu hơn. Nên là cho tới giờ phút này thì xung quanh câu chuyện này nó vẫn còn có những cái hoài nghi rằng là có phải là đổ gục như vậy là vì những món quà đắt tiền hay không? Và cô ấy là người thực tế hay là thực dụng thì chỉ có một mình cô ấy biết mà thôi. Đó là lý do tại sao nãy em nói tới linh cảm và cái giác quan thứ sáu người phụ nữ á. Đương nhiên những món quà tặng trong 7 ngày đó nó là choáng ngợp bất cứ cô gái nào, thậm chí là em luôn. Em là gật đầu liền, trời ơi. Nhưng mà nó dễ là sao dễ làm cho người ta bị tác động tâm lý không hả? Nhưng mà rõ ràng cái linh cảm của cổ là người đàn ông này đủ mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng mà còn cả tương lai sắp tới nữa. Nhưng mà chị thì chị nghĩ là cô diễn viên này là may mắn. May quá, một trong quá những may. Người rất rất may mắn rất bởi may. Vì thật ra là yêu nhau không, người ta cũng nói không có tiền thì cũng không được. Giống như Bình Giang cũng thường hay quan niệm là tôi yêu anh không phải vì tiền, nhưng mà nếu không có tiền thì tôi không yêu. Cái nếu không có tiền lo cho cuộc sống của mình thì mình cũng không thể nào mà có thể đặt tình yêu vào họ. Nhưng mà nếu mà vì tiền, giống như cô gái này, đó là cô gái may mắn là gặp một người đàn ông tốt, đàng hoàng. Chứ nếu đây là một cái kẻ lừa đảo thì sao? Yeah, tôi nghĩ là rất là may mắn. Tại vì cái sự việc á, có thể là một cái thời gian xa hơn nữa thì sao. Đôi đúng khi á, là 8 năm sau cô phải thốt lên một cái điều. Đó là lần đầu gặp anh cứ ngỡ là tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ mới hiểu đó là lời cảnh báo của thiên nhiên. Và rõ ràng hồi xưa ai cũng thừa nhận một cái điều như thế này. Cái tình yêu ở lứa tuổi học trò, tại sao nó trong sáng, tại sao nó ngây thơ? Tại vì bỏ đi tất cả những thứ xung quanh mà họ chỉ đến với nhau bằng cái cảm xúc trong thực tế cuộc sống, thì để vận hành được thì chắc chắn là phải có cái yếu tố về kinh tế. Yếu tố kinh tế ở đây không nói lên tất cả, mà nó có thể phản ánh một cái điều, đó là cái năng lực của cái người đàn ông, chứ không phải là chúng ta chỉ chăm chăm vào người đàn ông nó có bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền, cái nguồn gốc phải rất là quan trọng. Có thể đó là thừa kế từ gia đình, anh không biết làm gì hết, có nhiều tiền nhưng rồi cũng sẽ đổ. Nhưng nếu như anh nó có năng lực tốt, thì một trong những cái điều chứng minh đó là thông qua cái giá trị vật chất. Nếu chúng ta chỉ nhìn về một cái phiến diện là tiền bạc không, thì rất có khả năng là chúng ta sẽ phải đặt lên bàn cân là thực tế và thực dụng để mà chúng ta bàn luận với nhau. Trong cái tình huống này thì cô gái mà vừa khoe là hết ế có người yêu đó, cô ấy cũng chưa có nói gì đến chuyện tương lai cả. Yeah. Chỉ mới đơn thuần là tỏ tình để mà chúng ta thành đôi thôi, thì cô ấy chưa có nghĩ nhiều đến những cái việc liên quan đến vật chất. Nhưng cái quan niệm của cô bạn thì đã ngay từ đầu là phải đánh giá thông qua cái việc là người đàn ông này sẽ chi trả ra sao cho mọi cái hóa đơn, sẽ có những cái món quà như thế nào. Thì nếu mà chỉ đánh giá trong cái khuôn khổ như vậy thì rõ ràng cô ấy đang quá thực dụng, quá rồi, thực chứ dụng. Không còn đúng là thực rồi. Tế nữa. Nên là cái câu chuyện giữa thực dụng và thực tế này chúng ta sẽ phải hết sức tỉnh táo. Vân nghĩ với cá nhân Vân thì Vân nghĩ rằng là phụ nữ ngày nay chúng ta phải chủ động trong việc tạo ra kinh tế, và chúng ta không cần phải suy nghĩ rằng là tôi cần có một người đàn ông và người đó sẽ phải lo cho tôi cả đời, người đó sẽ phải rất giàu có và tôi không cần phải lo nghĩ về việc tiền bạc. Tại vì thực sự nếu như vậy thì chắc là không bao giờ mà kiếm được một người nào thật sự như vậy đâu. Còn nếu mà có kiếm được đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không phải là một cái tình yêu mà nó có thể tồn tại thật sự.
qua nhiều cái sóng gió. Vậy thì chúng ta sẽ phải xem tiếp tình huống thứ hai, rồi sau đó chúng ta có lẽ là mình sẽ cùng đưa ra những cái gạch đầu dòng đi, để những bạn trẻ, những cô gái trẻ họ sẽ cố gắng thông suốt hơn trong việc hiểu đúng vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống thứ hai. Trời ơi, thiệt á hả? Bồ bà tặng nhiều vậy luôn hả? Trời ơi, thích quá à. Ừ, sao gặp nhớ kể cho tôi nghe nha, tặng cái gì? À, trời, túi sách hả? Dầu thơm luôn hả? Trời, tặng luôn cái đôi dài nữa hả? Trời ơi, thích quá à. Người yêu tôi chưa bao giờ tặng tôi như vậy hết trơn á. Anh tới nè, anh ơi. Ê, bồ tôi tới rồi, nói chuyện với bà sao nha, nha nha nha. Anh. Nói chuyện dài hả? Hả? Gọi điện thoại cho thằng nào đúng không? Mệt quá anh, cứ hiểu lầm người ta hoài. Chứ em nói chuyện với ai? Em nói chuyện gì? Trời ơi, em nói chuyện với ông Tuyết, bạn em đó. Chuyện con gái con lứa có gì đâu mà hỏi hoài. Phải chuyện con gái không? Thì chuyện con gái. Kể anh nghe. Hả? Cái gì anh? Anh nhiều chuyện quá à. Hả? Anh nhiều chuyện quá à. Đó, anh thích nghe chuyện con gái lắm. Chứ vậy? Để anh hiểu kỹ về bạn gái của anh hơn. Mà thôi, chuyện gái anh biết làm chi. Mà anh biết là, biết con Tuyết không? Con Tuyết bạn em. Con Tuyết bạn em á. À, con Tuyết bán cháu Quyết đúng không? Biết, biết sao? Ừ, nó có bồ rồi. Con Tuyết bán cháu Quyết quen với thằng Hợi bán thịt heo đúng không? Ủa, anh biết luôn hả? Trời ơi, cái đôi đó là nổi tiếng trong xóm, ai cũng biết hết. Vậy hả? Đó là quen nhau là hợp lý lắm. Thì đó, hợp lý lắm luôn á. Ừ. Nó kể, nó mới kể em nè là thằng Hợi tặng nó quá chứ đồ hiệu luôn. Nào là túi sách nè, quần áo, giày dép, tùm lum tùm la hết. Trời ơi, cái đó là bình thường có gì đâu. Thịt heo lên giá thì thằng Hợi nó có điều kiện nó tặng ba cái đồ hiệu thôi, có gì đâu. Thì đúng rồi, người ta có điều kiện tặng bồ của người ta như vậy, không biết bồ em sao ta. Trời, bồ em cũng có lý, bồ em cũng tặng em mấy món quà tinh thần giá trị lắm chứ bồ. Ủa, tặng gì vậy? Tặng hoa. Hoa. Tặng bông. Bông. Đúng không? Bình thường là ngày nào là mỗi lần cứ đến ngày kỷ niệm hay gì là anh đều tặng hoa hồng này nọ cho em hết á, đúng không? Em thích cái loại hoa đúng không? Bữa nay mình đổi mới đi, em thích hoa gì? Hoa cúc hay hoa vàng thọ? Anh tặng hoa cúc, hoa vàng thọ. Ý anh không phải như vậy, ý của anh á là mấy cái hoa đó là tượng trưng cho cái sự là trường tồn vĩnh cửu, hiểu không? Anh muốn tặng em mấy hoa đó để nói là em ở bên anh là trường tồn, sống đời sống mãi với anh đó. Thôi anh đừng có dẻo mồm dẻo miệng ở đây nữa. Thiệt mà. Cái đó là hồi lúc mới yêu thì em cần bông cần hoa, còn bây giờ mình yêu nhau 5 năm rồi. Em ngộ thì quá. Mình thì mình còn cái gì giá trị hơn chứ? Ngày xưa em nói là em thích hoa hồng mà được anh ôm phía sau lưng mà chẳng phải như vậy, thì bây giờ anh tặng hoa tặng bông em muốn gì nữa? Thì cái đó là hồi xưa thôi, còn bây giờ là người ta muốn cái gì đó thể hiện sự ngọt ngào, sự nồng cháy, anh biết không? Nồng cháy hả? Một cái gì nồng cháy hả? Chết rồi, anh để quên cái hộp quẹt ở nhà rồi. Chi vậy anh? Thì cháy cái hạt đốt cháy hâm nóng mà. Thôi mệt, em hiểu ý anh rồi. Anh không có muốn tặng cho em cái thứ khác, tại vì anh sợ sau này lỡ như chia tay anh không có đợi quà được chứ gì. Ý của em là em nói anh không có yêu em hả? Ờ. Trời ơi, em nghĩ sao vậy anh? Suốt 5 năm qua anh luôn bên cạnh em. Lúc em bệnh anh là người chăm sóc em, những lúc em ốm đói anh là người mớm cho em từng hạt cơm mà. Anh yêu em cả đó em biết nói gì nữa. Không, giờ em nói thẳng luôn, em muốn có quà, có hàng hiệu. Thôi được, vì yêu em anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, được chưa? Thiệt á hả? Được, anh sẽ lấy hết tháng lương này anh mua cho em nguyên một cây CBC luôn. Ủa anh, cái gì KCBC là gì? Nó là thương hiệu của Ý của anh hay là của Đức vậy anh? Đồ chả bà chịu á. Đồ chả bà chịu á. Tức quá à. Nghĩ sao anh tặng em cái đó? Bây giờ anh mua đi rồi anh tự mặc, em giận luôn. Anh đồ đó đồ hiệu mà em. Đó là tình huống thứ hai và hãy cùng lắng nghe ý kiến từ quý vị khán giả. Qua tình huống vừa rồi ấy, thì tôi thấy cô gái này có lối sống quá là thực dụng. Bởi vì trong tình cảm mà cô ấy chỉ muốn mang lại cái lợi ích cho bản thân cô ấy thôi. Thì tôi nghĩ đó là điều không nên. Và thêm ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Tôi cảm thấy khá thất vọng cô gái này. Vì tặng quà phải phù hợp với hoàn cảnh của người yêu cô ấy, chứ không phải là cứ nhiều tiền là thể hiện tình cảm. Và thêm ý kiến nữa ạ. Mời bạn.
cô gái trong cái tình huống này thì làm tôi rất là phân vân về ranh giới giữa thực tế và thực dụng. Thì mong chương trình giải đáp cho tôi và mọi người hiểu rõ hơn ạ. Chúng ta vừa nghe một cái giọng cười từ hoàng rapper và tiếng cười vừa rồi của mình đi. Ý kiến của em như vậy nè, trước tiên chúng ta phải xác định rõ đâu là thực tế và đâu là thực dụng. Thì theo em á, mình nên thực tế chứ đừng có thực dụng. Giữa thực tế và thực dụng, đây là một chủ đề rất hay, không chỉ dành riêng cho phái đẹp mà dành cho tất cả mọi người, mọi giới tính luôn. Về thực tế và thực dụng trong tình yêu, trong cuộc sống hôn nhân, chúng ta hãy tưởng tượng đây chính là một phần đầu tư về hạnh phúc. Về thực tế, cái việc đầu tư trong cái quan điểm thực tế này, cái quãng đường và quãng đời để đầu tư nó rất là dài và khả năng rủi ro nó cao hơn. Còn thực dụng thì khả năng rủi ro thấp hơn nhưng cái quãng đường có khi nó lại ngắn hơn rất nhiều. Bởi vì những người thực dụng họ chỉ nhìn được những cái hạnh phúc ở trước mắt mà thôi. Nghĩ đến vấn đề này em cảm thấy thương cho vợ em rất là nhiều. Bởi vì ngay từ khoảng thời gian đầu hai vợ chồng quen nhau và quyết định kết hôn sau 4 tháng mà thôi. Vì lúc đó em không có cái gì trong tay hết trơn. Cô ấy nhìn vào cái điều thực tế là cái tinh thần làm việc của em, sự cầu tiến và cái suy nghĩ cũng như cái tư duy và cái cách lối sống của em cảm thấy phù hợp với hạnh phúc sau này. À, dự đoán rằng anh này sau này sẽ mang hạnh phúc lại cho mình đây. Mặc dù đây là mình đang đánh cược với hạnh phúc của chính mình. Và cái thực tế này của em, qua mỗi giai đoạn người đẹp sẽ có những cái suy nghĩ thực tế khác nhau. Trước khi lập gia đình và sau khi lập gia đình, vợ em cũng đã có suy nghĩ thực tế, đã thay đổi khá nhiều. Cô ấy không còn thích hoa như ngày xưa nữa. Tặng một hoa ok, tặng một bó về nhà chửi em. Những bó hoa nó rất là tốn kém. Cô ấy không thích hoa, không thích hoa gì hết. Cô ấy chỉ thích hộp thôi. Vợ em và em đã cãi rất nhiều về vấn đề này trước đây khi em chưa hiểu ý cô ấy. Nhưng rõ ràng đây là một cái suy nghĩ rất thực tế. Và cô ấy đã phân tích cho em nghe và sau này, thực tế gì đúng nè. Tại sao cô ấy thích hột? Thứ nhất tại vì cô ấy thích thiệt. Phụ nữ ai không thấy lấp lấp lánh trên tay. Mà đàn ông không hiểu vậy, trời ơi cái cục chút xíu à, mà cả một gia tài. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ thực tế là tại vì sao cô ấy đang muốn tiết kiệm cho em. Anh nghĩ xem, cái hột này em để trên tay, em để em cất ở nhà, nó còn hoài à. Anh trong tài khoản anh lúc nào làm bao nhiêu cũng xài bấy nhiêu hết. Tại sao mình không biết tích góp tích trữ lại bằng những cái giá trị vật chất cụ thể như vậy. Nên để em giữ của cho anh mà cũng làm đẹp cho em nữa. Rất là thực tế, không hề thực dụng. Nói về hộp, chị Quỳnh Giang, chị đừng giấu đôi bàn tay nắp của chị. Nắp nắp. Chị hãy giơ đôi bàn tay xinh đẹp của chị ra cho mọi người nhìn thấy. Một ví dụ thực tế này quý vị. Em cũng có hộp, nhưng cái hộp này của nó không có hộp trân châu nó khác với cái hộp ở bên đó. Cái trường hợp cái cô gái hồi nãy thì thật ra nếu mà nói không hoàn toàn đồng ý với cô gái đó thì Quỳnh Giang cũng thấy rất là tội cho cô đó. Tại vì thật ra đã quen nhau 5 năm rồi mà không hiểu người yêu của mình thích cái gì để mà mua tặng suốt ngày cứ hoa. Cứ 5 năm mà em cứ một món quà như vậy thì em có nhàm chán không? Rồi cô gái đó chỉ có cái chị không đồng ý, có nghĩa là quan trọng là mình phải biết cái năng lực tài chính của người yêu mình như thế nào. Giống như nãy bạn nói là nếu như thật sự anh làm có tiền mà anh không tặng những cái món quà có giá trị cho mình thì cái đó đáng trách. Nhưng nếu như anh làm không có tiền thì mình phải thông cảm. Và chị thì chị với quan điểm là nếu mà cả hai cùng tạo dựng nên thì cái đó hạnh phúc hơn là của người khác tặng cho mình. Dĩ nhiên cái lúc họ có tiền họ tặng thì mình vui vẻ hạnh phúc, nhưng rồi đến lúc thất bại họ không còn tặng được cho mình nữa thì sao? Chẳng lẽ mình chỉ nghĩ đến những cái vật chất đó và mình sẽ quên đi những cái tình cảm yêu thương? Không, thật ra em nghĩ là cái chuyện mà để mình định nghĩa về cái thực tế thực dụng á dễ lắm. Không anh? Cũng từ điển tiếng Việt họ sẽ rất chỉ rất là rõ là thực tế là như thế nào và thực dụng là như ra sao. Nhưng mà ứng dụng trong từng cái hoàn cảnh cụ thể thì nó sẽ có những cái nấc thang, nó có những cái mức độ, nó có thể có những cái sự chênh lệch nhau. Và rõ ràng ở đây theo tôi nghĩ rằng là cái người thực tế là cái người mà họ biết được rằng mình cần cái gì cho cái cuộc sống hôn nhân của mình, liệu cơm gắp mắm và cái đối phương của mình ra sao, cái định hướng phát triển của cả hai khi mà chúng ta sáp lại gần nhau và chúng ta đi trên cùng một con đường nó sẽ như thế nào. Và mỗi người hãy tự trả lời cho câu hỏi là cái giá trị mà mình mang lại cho đối phương sẽ ra sao khi hai chúng ta cùng đồng hành trên một cái con đường đi, thì cái giá trị đó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là mọi người nên có một cái sự suy nghĩ. Và đương nhiên rằng là tình yêu thì không thể nào không nhắc tới cái chuyện cảm xúc. Nhưng nếu như mà nó phát triển thành một cái gia đình thì đúng là không thể nào thiếu về kinh tế và tiền bạc. Nhưng điều quan trọng là cái tiền bạc đó nó xuất phát từ đâu? Từ cái năng lực nội tại, từ cái sự giúp đỡ lẫn nhau, hay là cái tiền đó là từ trên trời rơi xuống,
Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng nên thật sự nghĩ suy. Anh Hoàng nói rất là đúng ý em, và em rất là tâm đắc à. Bởi vì em khuyên phụ nữ chúng ta là nên thực tế, vì người thực tế sẽ có thể linh hoạt với tất cả những hoàn cảnh và môi trường sống thay đổi liên tục. Còn người thực dụng, khi mà môi trường sống thay đổi, khi mà nhà đầu tư của chúng tôi cảm nhận là đối tác của chúng ta đang không đáp ứng được những tiêu chuẩn ban đầu chúng ta đưa ra, thì rất dễ xảy ra những trường hợp rút vốn hoặc rút ván. Nãy giờ mọi người phân tích xong, mình thấy mình giống như thú quý hiếm vậy. Em thì em không biết em là thuộc cái hệ gì luôn đó anh Hòa An à. Có nghĩa rằng là với cá nhân óc bây giờ, sao mình không có quan tâm đến vật chất của cá nhân mình. Tức là mọi người vẫn có thể thấy là mình có vẻ ngoài chỉnh chu, mình vẫn có những bộ quần áo đẹp và mình đi khắp mọi nơi, nhưng thật sự đó không phải là cái điều mà mình phải thèm khát hay mất ăn mất ngủ vì nó. Thứ nhất là bởi vì nó thấp hơn cái tiêu chuẩn của mình mỗi ngày. Những thứ đó hoàn toàn Vân có thể mua bằng chính sức lao động của Vân, cho nên Vân không cần phải chờ đợi ai đem đến cho mình. Cái thứ hai là vì mình còn nhiều mối quan tâm lớn hơn và chắc... Đó là điều thực tế đó. Một người phụ nữ thông minh là phải thực tế như vậy. Mỗi người sẽ có một cái tiêu chuẩn thực tế riêng nha. Có phải em là thú vị? Dạ không, đó là một ví dụ cụ thể luôn. Bởi vì chị ốc rất là thông minh, chị ấy không quá chăm chút về bản thân mình. Bà lo cho cả gia đình để tích cóp, để tích trữ, lo cho các con, cho tương lai các con sau này. Nhưng những người mà biết chăm chút về bản thân mình cũng là một người cũng rất là thông minh, cũng rất là thực tế. Giống như mọi người hay nói là phụ nữ ơi, hãy yêu bản thân mình trước đi, rồi mới đầu chăm lo và hy sinh cho những cái đức ông chồng, cũng là một ý nghĩ rất là thực tế. Mình phải lo tốt cho mình trước thì mới lo cho người khác tốt được chứ. Mỗi người đều có một tiêu chuẩn riêng về thực tế. Nhưng mà Vân nghĩ rằng là dù là phái nữ hay là phái nam, nếu như mà bạn quá đề cao giá trị vật chất của bản thân mình thì Vân không cho rằng nó sẽ đem lại cái hạnh phúc lâu dài. Mặc dù nó là một điều rất là cần thiết và chúng ta hoàn toàn được quyền yêu cầu về điều đó. Nhưng khi mà bản thân bạn cũng chưa đạt ở cái đẳng cấp để mà được quyền yêu cầu quá nhiều về người khác, thì mình đặt ra như vậy thì làm sao mình tìm được một người người ta thực sự mà người ta muốn gắn bó với mình lâu dài chứ. Vân nghĩ rằng là những cô gái mà đã thật sự mà muốn có một người mà yêu thương mình thật lòng á, thì phải trau dồi khả năng kiến thức, trau dồi con người của mình đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Thì lúc đó cái chuyện mà bạn có một ai đó thương mình thật và người ta sẵn sàng dốc hết cả cái đồng tiền cuối cùng dành cho bạn, nó không phải là một cái điều xa xỉ, vì bạn xứng đáng với điều đó. Còn khi mà cái điều kiện của bạn nó chưa đủ như vậy á, thì bạn có ngồi đó mà mơ mộng thì nó cũng sẽ không bao giờ có một người mà thực sự trong mơ mà đến với bạn. Nên là hãy cố gắng, dù cho bạn là nam hay là nữ, để làm sao mà mình xứng đáng với những cái tiêu chuẩn, dù tiêu chuẩn đó nó có nghiêng về vật chất nhưng chúng ta hiểu đúng về nó thì chúng ta cũng sẽ có cái hạnh phúc nó trong cái vòng an toàn nhất. Và cuối cùng là làm sao để chúng ta vẫn là những người phụ nữ thực tế, xinh đẹp, bản lĩnh nhưng không phải là những người thực dụng, thì phụ nữ nên chú ý điều gì ạ, theo anh Hòa An? Tôi nghĩ rằng là với những phần phân tích của Thanh Vân và hai khách mời thì đó là quá đầy đủ ý rồi. Cái điều quan trọng là chúng ta ý thức được cái giá trị bản thân của mình, cái sự phát triển của mình như thế nào, và chúng ta tìm kiếm được những người thật sự phù hợp với giá trị bản thân của mình. Và cái người thực dụng là cái người không bao giờ biết đủ. Cái người mà chỉ biết lo cho chính bản thân của mình thôi, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nhưng cái người thực tế là người biết có sự linh hoạt, có được một cái tầm nhìn xa hơn. Để làm được điều đó thì chính bản thân mỗi người phải hiểu rõ nhất về bản thân mình, muốn gì, thích gì, cần gì trong cuộc sống này. Thì chúng ta mới có thể vạch ra được rõ ràng cái mục tiêu trong tương lai của chúng ta và tìm được đúng những cái người thật sự phù hợp với bản thân của mình. Cảm ơn anh Hòa An, cảm ơn chị Quỳnh Giang và cảm ơn Hoàng Rapper, cũng như những ý kiến của các bạn đã cho chúng tôi một chương trình rất là hữu ích ngày hôm nay. Và trước khi tạm biệt nhau thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tổng kết lại những câu nói ấn tượng nhất. Cái lúc họ có tiền, họ tặng thì mình vui vẻ hạnh phúc, nhưng rồi đến lúc thất bại họ không còn tặng được cho mình nữa thì sao? Và chị thì chị quan điểm là nếu mà cả hai cùng tạo dựng nên thì cái đó hạnh phúc hơn là của người khác tặng cho mình. Yếu tố kinh tế ở đây không nói lên tất cả, mà nó có thể phản ánh một cái điều, đó là cái năng lực của cái người đàn ông, chứ không phải là chúng ta chỉ chăm chăm vào người đàn ông nó có bao nhiêu tiền. Người thực dụng họ chỉ nhìn được những cái hạnh phúc ở trước mắt mà thôi. Còn đối với những người thực tế, họ sẽ có những suy nghĩ xa hơn, sâu hơn. Những cô gái mà đã thật sự mà muốn có một người mà yêu thương mình thật lòng á, thì phải trau dồi khả năng kiến thức, trau dồi con người của mình đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong. Thưa quý vị,
vị khán giả, và thời gian dành cho lớp học về quyền năng vẻ đẹp ngày hôm nay đã hết rồi. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Hy vọng là quý vị sẽ luôn đón xem chương trình Quyền năng vẻ đẹp, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bay cũng đi làm nữa, nhưng mà bay kiếm tiền ra cũng đủ lo cho bản thân bay thôi, chứ đâu có dư giả gì đâu. Không biết đến chừng nào mà nhà mình mới có dư một cái số tiền lớn để mà sửa sang lại cái căn nhà khang trang sạch đẹp. Hãy hết sức cố gắng để mà con có thể tự lo cho cái cuộc sống của mình. Con không cần phải lo cho bố mẹ, con chỉ cần lo cho con sống tốt và lo được cho cái cuộc sống của con, thế là được. Nếu như chúng ta vì chữ hiếu mà xa cha mẹ, vì chữ hiếu mà đặt mình vào cái tình huống rủi ro, thì lúc đó cái chữ hiếu mình có đặt nó lên hàng đầu nữa thì đối với cha mẹ nó cũng không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì cha mẹ chỉ quan trọng là chúng ta trở về bên vòng tay của cha mẹ thôi. Cha mẹ vì sự phát triển và hạnh phúc của con cái vì sự khỏe mạnh và hạnh phúc của cha mẹ mình, thì khi chúng ta giao thoa ở cái điểm chung như vậy thì cái chữ hiếu sẽ rất là trọn vẹn.